Đấy, mới chuyển có một lúc mà đã mệt rồi bác. Tí nữa nha, anh em đang chuyển nốt từ ngoài kia vào vào cho bác. Hôm nay tiếp tục cái lô loa này là lô loa KS. Tại sao em lại tiếp tục lấy cái lô này về? Bởi vì cách đây khoảng độ một năm, gần một năm em nhập cái lô này, ngày đấy được có 6-7 đôi thôi. Em về em thấy nó chất lượng quá, nó quá chất lượng. Nên hôm nay em nhập nguyên lô KS về. Nói đến cái tên thì có chi nhiều bác chưa được va vấp bên nó, nhưng mà mình đã được lấy hàng rồi thì chắc chắn là khi mình bây giờ mình thấy có lô này là mình phải lấy ngay rồi. Bởi vì là ví dụ như mình chưa được lấy lần nào thì chắc chắn là mình cũng lăn tăn như lần trước ấy, là em cũng không dám lấy nhiều, em chỉ dám lấy 6 đôi thôi. Nhưng mà khi mình lấy 6 đôi xong xong là hết cái lô đấy, là những người khác người ta lấy mất ngay đấy bác ạ. Nên lần này thấy nó cái là em sôi hết luôn, sôi hết luôn bác. Đấy, đây cái em chưa lau dọn gì bác nhá, vẫn còn nguyên bụi chưa lau dọn gì. Bởi vì là ngày trước khi em nhập về cái em nhìn ngay cái cổng cắm của em nó đây này, em đã biết ngay là hàng chất lượng rồi. Nhưng khi mình quay lại nó mình lấy nó không còn nữa. Bác đây, con KS CD12 con này ở trên kênh em Tuấn cách đây khoảng hơn một năm đã có rồi bác nhé. Có rồi, đã có rồi. Đôi này phải nói luôn là quá hay luôn và đánh căng sướng lắm. Củ của em sẽ khui củ cho bác. Riêng con KS này bác nhìn này, bác nhìn này, bác nhìn cái cọc tín hiệu vào và ra, bác nhìn như này rồi, bác nhìn này, bác nhìn thông số hộ em này. Con này công suất của nó là 600W bình thường. Thế là công suất mắc của nó là 2000W. Bác nhìn 2000W chưa? Con này con KSCD 12 cộng. Đấy. Công suất mắc có nghĩa là công suất chịu tải tối đa của nó lên đến 2000W. Đấy, em cứ lấy đi. Đấy, con này chở khá 8 ôm. Độ nhạy này, nó có hai báo này, 99 dB và 129 dB. Đấy. 99 dB và 129. 99 dB và 129. Thì đây báo cáo bác là nó có gì cho kia chưa. Đôi này mà các bác ạ, riêng đôi này mà các bác còn chê thì em Tuấn bó tay luôn. Riêng em Tuấn bó tay luôn với những đôi loa như thế này. Em nhớ là đôi này trước là 8 triệu 9 hay bao nhiêu đấy, 89 hay 83. Để kiếm được một đôi loa full thương hiệu giá trị, các bác đừng có tham rẻ quá nhé bác nhé. Bởi vì tham rẻ thật ra là cái bát 30 này nó chỉ được cái miệng. Bác nào tham loa rẻ có nghĩa là loa dựng ấy, loa dựng thì bây giờ bác mua bát 30 có rẻ thì cũng phải gọi là hàng trong nước thì nó phải có 5 triệu đúng không, 4-5 triệu trở lên, nhưng nghe đau tai lắm, không chịu đâu nhé. Cứ lấy loa xịn này mà chơi cho em. Bác mở trong lõi ra bác còn đỉnh nữa. Đây em chưa lau dọn này đâu, chưa lau dọn này đâu. Em nhớ là trước là 7 79 hay là 83 rồi đấy, khoảng đấy, 83 hay 89 còn trên kênh. Nhưng mà giá đợt này các bác đã rẻ nhiều lắm rồi. Quá rẻ để cho bác rồi. Phải nói là cực kỳ ngon cho bác rồi, ngon quá là ngon cho bác cái lô loa này rồi. Đấy. Lô loa này em Tuấn ra để giá cho bác mức giá 6 triệu 990 nghìn. Em bán để em lấy tương tác của các bác. Bác phải biết được bán lấy tương tác. Đẩy nữa đây. Cả đẩy Mỹ bác nhé. À quên mất chưa nói. Ở đây lô đẩy Mỹ này, các bác con này dòng này bác pha với lại đẩy Mỹ đây nữa thì chấm hết luôn. Có cả đẩy luôn, có vang luôn. Em Tuấn báo luôn cho bác. Với một đôi loa này nó tầm gọi là 7 triệu đi, 7 triệu đôi loa này. Mấy con đẩy, một con vang nữa, bộ mic thì nó tầm hơn chục triệu là bác đã có bộ loa nghe đẳng đẳng cấp rồi. Đấy, em giới thiệu qua cho bác như vậy để bác nào nắm được liên hệ với em Tuấn. Còn dòng này thì đã có bản test và đã có clip khui hàng từ năm ngoái rồi. Nhưng năm nay thấy nó cái là em bốc ngay riêng nó luôn. Vì nó chất lắm, nó chất lượng, nặng lắm, nó không nhẹ đâu. Tất cả những cái ốc của nó thiết kế nó, nói chung là mình đã được va rồi thì mình thấy có là mình bốc luôn. Còn đây, đẩy như thế này, về luôn cả đống đấy. Bác nào nhu cầu thì liên hệ với em. Nói qua vẫn như vậy thật sơ qua thôi. Còn hàng bên em sẽ bảo đảm bảo cho các bác hết. 6 triệu 990 nghìn là mức giá. Em kênh của em báo rồi mà, em bán hàng em khai giá cho các bác đi so sánh thoải mái. Em Tuấn bán khai giá mà nhé. Rồi chào các bác.